Vừa chói. Galaxy S22 series, camera mắt thần bóng đêm, chụp hết mình, sợ gì thử thách đêm. Đi mình phát là bây giờ đi đi tới Quảng Bình được. Không, chưa ra anh, để phát. Ê, nhưng mà anh Quỷ có nãy không? Không. Em không bao giờ nãy, em chỉ có nói thôi. Trời ơi, cũng nghe rồi. Má, phát ra, không nói gì. Không, cái này nó em cũng mít nãy, nhưng mà nhiều khi đêm. Anh biết. Ghê quá. Ghê quá là bơi. Trời ơi. Anh á.
có biết đâu. Anh không thấy được cái mặt anh có đâu. Người ơi, nghe kể nghe cái chuyện không? Nghe. Thôi à, cách đây giờ không tin hả? 3 năm á. Anh xuống đây nằm tụi em luôn đi. Kể chuyện nó đặt, nó cần làm. Cái thứ 3 năm anh đi, nó chưa 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 dịch á. Anh đi ở ngoài hả? Ở ngoài rồi, đi diễn cháu hai mà. Mà cháu về ngủ thì bút cái sạc. Về ngủ, 12 giờ mấy, mệt. Em đưa trả đi. Chạy xe rồi tôi đang chậm quá, chưa qua. Anh ngồi dậy lên tắt, anh nằm xuống bằng em. Nằm thở lên gọi cho tình cụ lên thật. Em ơi, nói gì của em? Chỉ là cô mang đi bay sớm mà. Em gọi em chị và chị đi. Em có gọi bố. Em không gọi đâu. Em biết rồi. Ngủ gì đi mày? Ngủ gì đi? Anh gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.